Xin chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện đam mỹ tiểu muội hôm nay tiểu muội gửi đến các bạn bộ truyện trọng sinh không muốn làm người tốt. chương 41, Liên Hoa Cung, thời điểm tiến vào, Cao Thiên Ca nhìn thấy mẫu thân lâu ngày không gặp nay hình như đã già thêm vài tuổi, trong lòng hơi chua sót mẫu phi. Ca Nhi, Hoa Phi cũng đồng dạng nhìn thấy Cao Thiên Ca, không để hắn hành lễ đã vội ngăn cản, kéo hắn đến ngồi cạnh mình, mau mau đến đây cho ta nhìn một lát, hình như lại gầy thêm một chút. Cao Thiên Ca vỗ về tay nàng, mẫu phi yên tâm, hài nhi không sao. Nhớ tới chuyện của nữ nhân kia, Hoa phi lại muốn tức điên, cũng tại ả à tiện nhân đó, nếu không phải nàng ta tính kế, hài nhi của ta cũng không bị bệ hạ trách phạt nặng như thế. Hôm đó thượng triều, Cao Tư dụ không ngần ngại trước văn võ bá quan cầm tấu chương ném vào hắn, nỗi nhục đó, Cao Thiên Ca thể sẽ không bao giờ quên, cũng may vẫn còn ngoại tổ phụ nếu không lão hoàng đế chắc chắn ép hắn thú từ đồ tuyết nhã làm chính thất. Hoa phi đau lòng nhi tử, dầu dĩ một trận đến sinh bệnh, nhan sắc cũng không còn xinh đẹp như trước, ngoại tổ phụ của ngươi vốn đã nuôi thế lực trong chiều nhiều năm, lại nói tình cảm của ngươi và nhi tử nhà tướng quân rất hảo, định bụng vài năm nữa sẽ thúc ép bệ hạ trước hết đem thái tử vị giao cho ngươi, ngờ đâu, sự tình này đột nhiên phát sinh, bệ hạ về sau e rằng sẽ lấy nó làm cớ mà chối từ. Mẫu phi, người nghĩ ta bị hạ bệ, kẻ được hưởng lợi sẽ là ai? Cao Thiên Ca hỏi, dĩ nhiên là Hoàng hậu và Thiên Triệt rồi. Hoa Phi thực nghiêm túc mà suy nghĩ, dẫu thế lực bên phía Hoàng hậu đã suy tàn, nhưng nghĩ kỹ lại thì vẫn là, danh gia vọng tộc, Thiên Triệt dưới danh nghĩa là con của Hoàng hậu, hiển nhiên đủ tư cách ngồi lên ngai vàng. Cao Thiên Ca nghe thấy lời này liền nghi hoặc, sao người không nghĩ là Thiên Lãng? Nàng không nghĩ ngợi liền lắc đầu, đứa nhỏ này sinh ra đã bị bệ hạ ghét bỏ, Mẫu phi nó cũng chỉ là nữ nhân nghèo nàn, quê mùa, dẫu muốn cũng không thể nào vươn tay xa đến vậy. Cũng đúng, nhớ lại vụ mưu sát ở Vĩnh Sương ba năm trước, ngoại tổ phụ đã huy động toàn bộ nhân lực vẫn không tìm ra được tung tích đám người áo đen, mẫu thân dù đinh ninh là do hoàng hậu ra tay, trước sau không có chứng cứ, cũng không thể đem người kéo xuống nước. Về phần thục phi, hoàng đế dù có sùng hạnh nàng, thế nhưng trong tay không có binh quyền, thì đế vị cũng đừng mong nghĩ tới vì vậy mà ba năm nay Cao Thiên Lãng cũng đã để ý đến binh quyền trong tay tướng quân, để người của mình đi theo tư đồ vân sơ nhằm mục đích tiếp cận người nọ. Hoa Phi thấy Nhi Tử nhăn mí mắt, cũng biết mấy năm nay hắn không dễ dàng gì, vội nói hôm nay ngươi ở lại dùng cơm với ta, những chuyện đó khoan hãy nghĩ. Cao Thiên Ca cũng không muốn nàng lo lắng, nguyện miệng cười, hài Nhi hiểu. Buổi tối Cao Thiên Ca liền cùng Hoa Phi dùng cơm tại Liên Hoa Cung. Phủ tướng quân, trên bàn cơm, từ đồ kiệt thông qua lời kể của nhi tử, chân mày khẽ nheo lại, hỏi ý của ngươi, kẻ bị hại chính là sứ thần ti sơ gửi đến. Từ đồ vân sơ nhai hết thức ăn trong miệng mới trả lời, đúng vậy, từ phục trang bọn họ mặc, nhi tử có thể cam đoan. Nếu không phải may mắn đường văn cứu được, chuyện sứ thần chết trên đất cao cơ, e rằng sẽ rất khó giải thích, ta sẽ nói với trương đại gia, phái thêm ảnh vệ theo sau âm thầm bảo vệ, hộ tống đám người sứ thần thuận lợi vào cung cho vào miệng một miếng cá hấp, Từ Đồ Vân Sơ hơi khó hiểu, "Phụ thân, tại sao sứ thần đến lại không báo trước với hoàng đế? Bình thường chẳng phải đều là bệ hạ cử người trực tiếp đi đón sao?" "Lần này thì khác, đám sứ thần này đột ngột xuất hiện trong kinh thành, rốt cuộc là có âm mưu gì?" "Vân Nhi, ngươi trưởng thành rồi." Từ Đồ kiệt mỉm cười, "Từ sau chuyện của Nhã Nhi, đã rất lâu phụ từ hai người mới cùng tâm sự, ta sẽ kêu người đi điều tra chuyện này, người không cần bận tâm." ân tư đồ vân sơ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ nghĩ đến những điều loạn thất bát tao không đầu đuôi này tư đồ vân sơ chọn cách bỏ qua dù gì cũng chả liên quan tới hắn dùng xong bữa tối hai người không trở về thủy trúc viện mà trèo lên mái nhà ngắm trăng sẵn tiện tiêu thực văn ta muốn nghe thổi sáo tư đồ vân sơ nói đường văn nhìn nam tử bên cạnh trong đêm mắt phượng người nọ thật sáng trong suốt như nước hai má lại có chút phiếm hồng tim chợt run nhẹ. Từ trong ngực lấy ra sáo trúc, đặt bên môi chuẩn bị thổi, chỉ thấy cục bông giữ tay y lại. Thổi bằng cái này, từ đồ vân sơ cười khẽ, lấy hộp gỗ tinh xảo ban sáng mua từ cửa hàng nhạc khí, ngón tay thon dài tỉ mỉ mở nắp ra, bên trong là một cây sáo làm từ gỗ, toàn thân màu nâu sẫm, đuôi sáo còn có thêm một dây tết bình an màu đỏ tươi, văn, sinh thần vui vẻ. Đường văn kinh ngạc, nửa ngày vẫn chưa nói nên lời, ngay cả y cũng quên mất hôm nay là sinh nhật của mình. Từ nhỏ đã là cô nhi lưu lạc đầu đường xó chợ, thật tình đường văn cũng không dám chắc nay có phải là ngày mình ra đời không nữa. Lại nói, dạo trước cuộc bông đã từng hỏi qua, y cũng chỉ thuận tiện nói đại một ngày, không nghĩ đến người nọ đối với vấn đề này thật sự để tâm đến vậy. Thấy đối phương trần trừ không nhận, tư đồ vân sơ có hơi tủi thân, người không thích. Không, đường văn rốt cuộc cũng phản ứng lại, khẽ cười ta rất thích. Lúc này Tư Đồ Vân Sơ mới thoáng yên lòng, hắn tựa đầu lên vai Đường Văn, nhẹ giọng, "Văn, ta cũng muốn ước. Chỉ mong kiếp này, ta và ngươi vĩnh kết đồng tâm, tuyệt không chia lìa." Hơi thở nóng rực, thanh âm lại mềm mại giống như làm nũng nhẹ nhàng vang lên bên tai, Đường Văn nhất thời cảm thấy như có một cái móng vuốt mèo nhỏ cọ cọ trong lòng, ngứa ngáy thập phần khó nhịn, quay mặt sang, Đồng Giảng Cục Bông cũng đang chuyên chú nhìn y, môi chạm môi. Đường Văn giật mình thối lui, chỉ là một cái chạm môi nhẹ, tim của y bỗng chốc đập nhanh như trống vỗ, trong đầu lại không ngừng la hét, muốn nữa. Từ đồ vân sơ hai má phiếm hồng, liếm nhẹ môi mỏng, nhìn biểu hiện của nam nhân, không ngần ngại nắm vạt áo y, trên khuôn mặt người nọ hôn thêm một cái, chụt. Hiển nhiên đầu gỗ đã hoàn toàn bị hành động của người nọ làm cho sướng sờ, thiếu ra, đừng. Tại sao, từ đồ vân sơ cười xấu xa, bàn tay chậm rãi dán lên người y rồi trượt xuống đường văn bị động tác ấy câu dẫn, kích thích đến bụng dưới căng thẳng, vội vã nói ta thổi sáo. Ngay cả lúc bí bách cũng chỉ xấu hổ lãng sang chuyện khác, tư đồ vân sơ cười ta không chiêu chọc y nữa, một bộ nghiêm chỉnh lắng nghe đường văn thổi sáo, chẳng đêm nay đẹp quá. mươi 42, 7 ngày sau, Hoàng đế Cao Tư Dụ mở yến tiệc chiêu đãi sư thần Ti Sơ, mời toàn bộ người trong hoàng thất, văn võ bá quan cùng gia quyến trong nhà đến tham dự. Tư đồ kiệt mang danh đại tướng quân, hiển nhiên sẽ không thể vắng mặt. Trước phủ tướng quân đã có xe ngựa chờ sẵn, tư đồ tướng quân cố nhiên muốn cùng nhi tử ngồi chung một cỗ xe ngựa, vén màn xe tự mình ngồi vào, lại lên tiếng gọi Vân Nhi, ngồi cạnh cha. Ân, đường văn sau khi đỡ tư đồ vân sơ lên xe ngựa, định xoay người đến vị trí của phu xe phía trên, chưa đi được ba bước đã bị người kia kéo lại, ta muốn ăn kẹo. Từ sau đêm trung thu ở sông Tương Nguyệt, Cục bông đều tùy hứng hướng y vòi kẹo, Đường Văn đã thành quen, nghe xong liền dứt khoát lấy ra một thanh kẹo đậu xanh nhét vào miệng người nọ. Lúc này Tư Đồ Vân Sơ mới thỏa mãn buông tay, chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn lại, vui vẻ tận hưởng vị ngọt đang lan tỏa trong miệng, trực tiếp phất lờ ánh nhìn kinh ngạc của vị tư đồ tướng quân nào đó. Thật tình Tư Đồ Kiệt đã nhìn ra tâm tư của nhi tử từ lâu, trừ những hành động thân mật giữa hai người, chỉ riêng thái độ muốn giết nhã nhi ngày hôm đó ông biết chắc trong lòng hắn, đường văn không đơn thuần chỉ là một cận vệ nữa rồi. Ho hai tiếng, khụ khụ, nhằm phá vỡ bầu không khí kỳ lạ, tự đồ kiệt hơi ngại ngùng mà lên tiếng ách, hai người, dự định khi nào thành thân. Hả, tự đồ vân sơ nghe vậy liền giật thót, bất ngờ chưa kịp phòng bị liền ho sạc sụa, gương mặt đỏ bừng bừng không biết là vì ho hay vì xấu hổ, nửa ngày trời vẫn chưa nói thành lời ta, ta ha 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 như từ ông vậy mà cũng có lúc lúng túng từ đồ kiệt phá lên cười đúng thật là bị dáng vẻ hắn chọc cho vui sướng bên trong xe ngựa huyên náo một trận bên ngoài nam nhân hắc y sắc mặt đã trắng bệch chân mày nhíu chặt vào nhau tay phải vô thức sờ lấy cây sáo trong ngực cục bông thành thân với ai chứ cảnh lâm điện mọi chuyện đã an bài đâu vào đấy cao tư dụ không quay lại đưa lưng về phía xuân vãn Thanh âm không nặng không nhẹ nói: "Nô tài đã chuẩn bị xong hết cả rồi, thưa bệ hạ." Thái giám Xuân Vãn đáp, nhìn trăng sáng vành vạnh trên trời, tâm ông lại trở nên nặng nề, "Xuân Vãn, ta làm vậy là sai sao?" Xuân Vãn đã đi theo hoàng đế từ nhỏ, so với mối quan hệ quân thần lại càng thêm gắn kết, lão biết người cũng không dễ dàng gì mới giành được ngai vàng này, "Bệ hạ, ngài là quân vương một nước, chỉ cần bệ hạ nói đúng" cả cao cơ này cũng chẳng có ai dám nói sai. Hộc, hộc, hộc cao tư dụ đột nhiên ôm ngực ho kịch liệt dỏa xuân vãn bên cạnh đứng ngồi không yên, lúc này có thể nhìn ra khi sắc hoàng đế tệ đến cực điểm, môi trắng bệch, dần già phun ra một ngụm máu. Bệ hạ, xuân vãn tức thì hốt hoảng chỉ thấy người nọ khoác tay tỏ ý không sao. Thời gian không còn nhiều nữa rồi, cao tư dụ cười khổ, kiếp này ông nợ rất nhiều người, chỉ mong không thẹn với nàng ấy buổi yến tiệc tối nay được bài trí ở ngự hoa viên, uống rượu thưởng cảnh, còn có tiếng nhạc của phường ca nữ tấu âm trợ hứng. Nhóm cung phi đều tới, thậm chí có cả quận chúa, huyện chúa, oanh oanh yến yến, quả thật rất náo nhiệt. Từ đồ vân sơ ngồi bên cạnh phụ thân, chốc chốc lại than ngắn thở dài. Vẻ mặt buồn rười rượi khiến tư đồ kiệt cũng không nhìn nổi vào mắt nữa, người đàng hoàng ngay cho ta. Kháo, hắn như thế nào lại không đứng đắn chứ? Chỉ tại Yến tiệc hoàng cung thật sự rất nhàm chán, còn không bằng cùng đường văn trèo lên mái nhà ngắm cảnh đêm. Nghĩ như vậy, tư đồ vân sơ bên ngoài cũng chỉ đành thành thành thật thật mà chịu đựng. Yến tiệc đã bắt đầu, cao tư dụ ngồi trên long ỷ bên phải là hoàng hậu đàm tư tình, hoa phi cùng thục phi, bên trái lần lượt là ba vị hoàng tử cao thiên ca, cao thiên triệt và cao thiên lãng. Bên dưới bậc thang, hai bên văn võ xếp thành một vòng lớn vây quanh sân khấu hoa lệ, các phu nhân, tiểu thư nhà quý tộc thì được an bài ở bên ngoài, ngăn cách bởi một lớp màn sa mỏng. Từ đồ vân sơ nhìn quanh một vòng, trong lòng mang theo nghi hoặc, bởi nói yến tiệc hôm nay nhằm mục đích thiết đãi sứ thần, vậy xin hỏi đoàn người ti sơ đang ở đâu? Đúng lúc này, từ bên ngoài truyền tới thanh âm trầm đục của nam nhân, người này không ai khác chính là tùy tâm, sau hôm xé mất mạng trên ngựa, hắn liền đổ bệnh, phải tới tận hôm nay mới có dịp diện kiến hoàng đế nước bạn, hoàng đế bệ hạ, thật có lỗi thật có lỗi. Tùy tâm thản nhiên tươi cười đi vào trong, trước ánh nhìn bất mãn của đám quan thần, cũng chỉ có thể thở dài, kéo tâm áo ra hồ sang bên cạnh, khụy một bên gối hành lễ, ai biểu ti sơ không bằng cao cơ chứ. Sứ thần không cần quá đa lễ, mau vào chỗ ngồi đi. Hoàng đế cao tư dụ nói, tạ ơn bệ hạ, tùy tâm vốn không khách khí, đến vị trí được sắp xếp từ trước mà ngồi xuống, cũng chả biết cơ duyên thế nào, ấy vậy mà chỗ ngồi của hắn lại nằm ngay bên cạnh đại tướng quân cao cơ, có trời mới biết, tùy tâm và Tư Đồ Kiệt chính là thiên địch của nhau đâu. Quả nhiên, vừa nhìn thấy hắn Tư Đồ tướng quân đã không chút e ngại mà châm chọc, ta còn tưởng là ai, ngũ hoàng tử sao không ở Ti Sơ hưởng thụ vinh hoa phú quý, lại chạy đến đây làm gì? Chương 43, thanh âm của Tư Đồ Kiệt cũng không lớn, vừa đủ để ba người bọn họ nghe được, Tư Đồ Vân Sơ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn nam nhân ước độ tầm hơn 20 tuổi, thân hình to khỏe, chân mày rậm, mắt một mí, mũi tương đối cao, tóc tai cũng có hơi xoăn tự nhiên, cộng thêm phục sức từ động vật, nhìn qua không khác gì, mãng phu, không ngờ lại là hoàng tử ti sơ. Xét về ngoại hình, có vẻ thất hoàng tử vô hoán khác với tộc nhân của mình, sinh ra đã yêu ớt, ra vẻ mềm mại không khác nữ nhân là bao. Từ đồ vân sơ hiện tại đã có đôi chút hiểu được lý do vì sao hoàng đế ti sơ lại không thích đứa con này. Tùy tâm tức đến xì khói, lại ngại thân phận sẽ bị bại lộ, đành thắn răng chịu đựng, lời nói đều giết ra từ kẽ răng liên quan gì tới ngươi. Tùy tâm 15 tuổi đã lên chiến trường giết giặc, hắn từ nhỏ đã là nhi tử được phụ vương yêu thích nhất, bắn cung, cưỡi ngựa hay kiếm thuật đều xuất sắc hơn kẻ khác, bởi thế hắn vốn không để ai vào mắt. Nào ngờ! trận chiến đầu tiên của tùy tâm chính là gặp tư đồ kiệt, bị đối phương đánh cho một trận như tử thì thôi đi, nhục nhã hơn hết còn bị bắt làm con tin, uy hiếp phụ vương lui binh, nhượng lại ba tòa thành trì cho cao cơ, còn bị ép ký hiệp ước hòa bình giữa hai nước trong vòng 10 năm mới đổi về cho hắn một mạng, nghĩ tới thôi đã nghẹn thành một bụng tức chết. Tư đồ kiệt cười cười không nói nữa, bên cạnh là nhi tử của tư đồ kiệt, hai mắt vì tâm trợn to như chả dám tin tưởng đại hán thô lỗ như ông ta làm sao lại dưỡng ra được một vị công tử văn nhã như vậy. Tùy tâm cứ nghĩ, tôn tử của tư đồ kiệt sẽ có tám phần như hắn, một thân công phu, vóc dáng cường tráng, đặc biệt phải có đôi chút ngang tàng mới đúng. Cảm nhận được tầm mắt người nọ đang đánh giá mình, tư đồ vân sơ yêu tư mỉm cười, cầm chung rượu đáp lễ tùy tâm, sứ thần, mời. Mời, tùy tâm tùy tiện gật đầu, đưa tay nâng rượu uống cạn, ngay cả giọng nói cũng thật dễ nghe. Hoàng đế từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lại rơi trên người tư đồ vân sơ, đứa nhỏ này, tính tình trầm ổn, tâm tư sâu không lường được, nếu có thể lợi dụng hắn, mượn binh quyền trong tay tư đồ kiệt, mọi chuyện há sẽ dễ dàng hơn sao. Cao tư dụ trong lòng đã có tính toán từ lâu, chỉ hận ngày trước giữa tư đồ vân sơ cùng Cao Thiên Ca thân thiết, hiện tại thì khác, Cao Thiên Ca đã thú tư đồ tuyết nhã của phủ tướng quân, sau này cũng không thể cùng ca ca thê tử có quan hệ được. Còn Cao Thiên Triệt, trong tim từ lâu đã có người khác, bấy lâu nay đều đem người nọ giấu đi, từng tuổi này cũng chưa có ý định thú hoàng tử phi. Phận làm hoàng đế bận trăm công ngàn việc, làm phụ thân lại lo sợ toan tính, ngay cả một người để dựa dẫm cũng không có, chân tâm là thứ không cần thiết. Từ đồ vân sơ ngừng đầu, vừa lúc bắt gặp biểu tình kỳ lạ của hoàng đế, không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy sợ hãi dường như kiếp trước đã nhìn thấy. Cảnh nghi cung nơi ở của Hoàng Quý Phi, nhìn nam nhân mình từng yêu sâu đậm, hiện tại đang đứng trước hắn, khoác trường bào theo hình rồng, vẻ mặt ngạo nghễ không gì sánh bằng, từ đồ vân sơ chỉ cảm thấy tâm lạnh đến cực điểm, cao thiên ca, người thật sự từng yêu ta. Đế vương lúc này chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, khóe miệng cười rộ, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tinh mỹ trước mắt, vân nhi, người thật ngốc, ta tự hỏi nếu không vì thân phận này, người thật sự yêu ta sao? Đúng vậy, từ đồ vân sơ cười diễu, người ta yêu là tiểu điện hạ tặng cho ta con diều năm 10 tuổi, là đại hoàng tử tặng cho ta chiếc vòng cổ vàng năm 12 tuổi với lời hứa sẽ cưới ta, là nam nhân mang kiệu tám người khiêng, người giảm hồng trang tú ta làm chính thê, hứa cả đời không cô phụ. Ha 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 hắn tưởng chừng như đã nghe thấy chuyện nực cười nhất trong thiên hạ, gì mà vị trí hoàng hậu sẽ là của ngươi gì mà lục cung này ngoại trừ ngươi ra sẽ không có bóng hình ai khác. Cao thiên ca, ta không yêu ngươi, nam nhân ta yêu đã chết từ lâu rồi. Lão sược, cao thiên ca tức giận tát mạnh vào mặt hắn, chân tình gì đó, ta không cần, thứ ta cần là quyền lực, là ngai vàng này, còn ngươi, chỉ là một quân cờ trong tay ta mà thôi. Tư đổ vân sơ chết lặng không nói thêm gì. Vân nhi, ngươi sao vậy, sắc mặt thật kém. Tư đổ tướng quân thấy hắn thất thần, Sắc mặt có hơi tái nhợt, ông lo lắng hỏi Han. Từ Đồ Vân Sơ chợt bừng tỉnh, lắc đầu đáp lại, nhi tử không sao, người đừng lo lắng. Hóa ra có nhiều chuyện trong quá khứ, hắn tin rằng bản thân đã quên đi, chỉ trong phút chốc lại như in hằn sâu không cách nào xóa bỏ, một vết nhơ phải cần thời gian dài để chữa lành. Chương 44, trên đài cao nhạc sư vừa diễn xong một vở kịch, tiếp đến là một đoàn vũ công mặc đồ thất sắc bước lên, gương mặt diễm lệ tuyệt mỹ nhìn qua không khác gì tiên nữ trong truyền thuyết, đặc biệt là nữ nhân mặc váy đỏ đang che mặt đi cuối cùng, đôi mắt hút hồn, trông không khác hồ ly mê hoặc lòng người là bao. Quả nhiên, hoàng đế ngay cả một cái chớp mắt cũng chả có, thuộc phi trong lòng vang lên cảnh báo, giọng điệu nhỏ nhẹ lên tiếng gọi, bệ hạ. Ân, ái phi gọi chấm, thuộc phi kỳ thật có giọng nói vô cùng dễ nghe, hệt như tiếng oanh hót, sóng mắt lóng lánh nhu tình, cao tư dụ thật tình thích phi từ này từ lúc nàng vào cung ông cũng không còn sủng hạnh nhiều phi tần khác nữa. Thục phi trước nay yêu kiều như chim oanh, vừa nghe bệ hạ đáp lại đã cười khanh khách, bệ hạ người xem, đại tiệc hôm nay đích thân hoàng hậu một tay lo liệu lấy, thật sự dụng tâm không ít, thần thiếp trong lòng kính phục. Hoa phi bên cạnh có chút khinh thường, đúng là nữ nhân quê mùa, dù nhập cung đã lâu cũng không giấu nổi cái kiểu ăn nói tùy hứng bên ngoài, thục phi quá lời, hoàng hậu dĩ nhiên sẽ không giống chúng ta rồi, người sinh ra đã mang mệnh phượng hoàng nha chỉ tiếc đến từng tuổi này vẫn chưa sinh được long thai a à. kẻ sướng người hỏa đáy lòng đàm tư tình cười lạnh lại như vô ý liếc nhìn đế vương bên cạnh người nọ vẫn mang một bộ ung dung dường như những lời nói châm chọc của hai nữ nhân kia đều không nghe thấy đàm tư tình cười khổ tự hỏi bản thân đang trông chờ điều gì đã qua từng ấy năm một chút ôn nhu bố thí cũng không có còn mong đợi nam nhân sẽ chia tay ra giúp đỡ hay sao phụ thân từng hỏi ta vì sao lại chọn cao tư rủ. Trinh y cũng không biết, chắc có lẽ vì một khắc nhìn thấy nam nhân bị huynh đệ ức hiếp vẫn cuột cường mà sống tiếp, dù không có mẫu thân bên cạnh cũng chưa từng bỏ cuộc đi. Ngày đàm tư tình trở thành hoàng hậu cao cơ, cao hoàng đã nói dù không có tình cảm cũng sẽ không để ai chèn ép y, nhưng sự thật thì thế nào, nửa tháng sau hoa phi vào cung, tiếp đó hoàng đế từ nơi săn bắn đem về một nữ nhân xinh đẹp, trực tiếp phong làm thuộc phi chưa kể là đám cung tần tình một đêm của người nọ. Vì sợ có thế ra làm chỗ dựa, sợ đàm tư tình gây khó dễ cho nữ nhân mình yêu, cao tư dụ không ngần ngại trên chiều công khai chèn lấn, bức phụ thân y từ quan về quê, từ ngày đó vị trí hoàng hậu cũng chỉ là bù nhìn trong mắt triều thần. Cao thiên ca ngồi một bên xem kịch, tao nhã uống trà, ây ra, mẫu phi thật là, sao cứ thích chạm vào nỗi đau của người khác chứ. Cao thiên lãng cũng không chịu yếu thế, nói chen vào, đại hoàng huynh nói vậy cũng không đúng, chỉ khổ nhị ca đa tâm sẽ nghĩ nhiều. Bị kẹp ở giữa, sắc mặt cao thiên triệt vẫn thản nhiên, mặt khác, hai tay bên dưới mặt bàn đã nắm thành quyền, trong lòng cũng nổi sát ý, muốn đem toàn bộ đám người này phanh thây thành trăm mảnh cho giã thú ăn thịt. Hoàng hậu đàm tư tình trước sau không lộ biểu tình, gật đầu đáp lại, hoa phi và thuộc phi quá lời rồi. Hoàng thất toàn đám người thích diễn trò, từ đồ vân sơ tĩnh lặng uống rượu, cầu mong tiệc nhanh tàn mau chóng hồi phủ thì hơn đồng dạng tùy tâm bên cạnh thật hứng thú không ngờ hoàng thất cao cơ cũng không khác ti sơ là bao cũng chính là bằng mặt không bằng lòng lần này đến đây vốn là vì liên hôn hai nước hắn ham chơi nên mới giả làm sứ thần tự mình đến thăm dò không ngờ một lần đi này liền mém chút không còn mạng trở về phụ hoàng vốn yêu thương tùy tâm chỉ hận không thể trực tiếp đem môi vị truyền cho hắn lại sợ đám huynh đệ cùng huyết thống sẽ không buông tha Quả nhiên, lần này trốn đi ra ngoài, vị ca ca cùng mẫu thân của hắn đã không kìm được sai người hạ độc vào thức ăn của ngựa, tạo chứng cớ vì sự cố mà qua đời, triệt để không ai nghi ngờ, cũng may tùy tâm được người cứu, mạng lớn không chết, lại tra ra nội gián bên người, không nói gì liền chặt đầu tên phản bội gửi về cho vị huynh trưởng đang mừng thầm ở ti sơ kia. Hoàng đế không muốn làm mất nhã hứng, liền cao giọng phân phó, biểu diễn tiếp đi. Bệ hạ đã lên tiếng, đám người hoa thuộc phi dù muốn chế diễu hoàng hậu thêm vài câu cũng chỉ đành ngậm miệng, yên tĩnh xem trình diễn. Nhạc nổi lên, vỗ nương uyển truyền thân thể, mỗi lần vươn tay nhấc chân đều yếu điệu thất tha, nàng là lướt bay nhảy trên đài cao, lục lạc trên chân theo nhịp điệu mà phát ra âm thanh, len keng, vui tai, đương lúc bọn họ say mê chìm đắm trước khung cảnh bồng lai trước mắt. Trên trời bất chợt xuất hiện hàng vạn hoa mẫu đơn đỏ rực tựa như chút nước mà rơi xuống, che đi tầm nhìn mọi người. Không ổn. Từ đồ vân sơ cũng không biết có phải do bản thân nhạy cảm, hắn phát hiện hình như mình đã bỏ qua điều gì đó, đời trước, đúng rồi, đời trước làm gì có đám vũ cơ này xuất hiện, coi chừng. Lời vừa dứt từ trong màn mưa hoa một thân ảnh lao ra, trường kiếm trong tay bén nhọn đâm thẳng về phía hoàng đế. Cao tư dụ cười lạnh, xuân vãn bên cạnh hoàng hốt, hô hoán gọi người, cứu giá, có thích khách. Mau bảo hộ bệ hạ, hiện trường nháy mắt rơi vào hoàng loạn đám quần thần vội vã chạy ra ngoài mấy công phi cũng vội tìm được thoát thân thị vệ nhanh chóng phát giác động tĩnh xông vào cùng đám vũ công lao vào hỗn chiến tư đồ kiệt thân là tướng quân cũng không thể bỏ mặc sống chết hoàng đế thấy đường văn vừa vặn xuất hiện bên cạnh nhi tử trong lòng ông thực hài lòng chàng về tương lai này vân nhi giao cho ngươi đường văn thời thời khắc khắc đều không rời mắt khỏi cục bông vừa nghe được động tĩnh bên này đã không suy nghĩ mà chạy vào thấy tư đồ vân sơ không sao lúc này mới có tâm trạng trả lời ân. Nhị tử ông rốt cuộc nhìn trúng điểm nào của tên này vậy? Văn, từ đồ vân sơ run rẩy cầm chặt tay nam nhân, trong đầu hắn vừa nảy ra một suy đoán đáng sợ, nếu sâu chuỗi lại tất cả mọi thứ từ lúc bắt đầu, hẳn không sai đi. Đừng sợ, đường văn lạnh lùng nhìn khung cảnh trước mặt, vươn tay vỗ về cục bông, mày khẽ trao lại. Cao tư dụ không dám tin vào mắt mình, trước khi mũi kiếm kịp đâm vào ông, Cao Thiên Lãng đã tự mình đón lấy, lấy thân mình che chở cho phụ hoàng, máu tươi văng tung tóe, màu đỏ thực chối mắt, lãng nhi. Tiếng hét thê lương phát ra từ miệng vị quân vương cao thượng, tư đồ vân sơ khuôn mặt đanh lại, quả nhiên từ trước đến giờ đều là diễn kịch cho thế nhân xem. chương 45, Hoàng đế ôm lấy Cao Thiên Lãng lúc này đã ngất đi, thanh âm nghẹn uất phát ra từ cuống họng mang theo hung bảo hiếm thấy, xuân vãn cho truyền ngự y. Truyền ngự y Thuộc phi phía bên này vội vội vàng vàng chạy tới bên cạnh, nhìn bạch y của hài tử đã nhuộm thành hồng y loang lổ, mùi máu nồng nặc cơ hồ dọa nàng xỉu ngay tại chỗ, tỷ nữ nhanh chóng tiến lên đỡ lấy thân ảnh mảnh mai của chủ tử, cất thanh gọi, thuộc phi nương nương. Đám vỗ nương sau khi bị thị vệ cố chủ, không nói một lời đều lần lượt cắn lưỡi tự sát, từng người ngã xuống ngay trên vỗ đài, hai mắt trợn to như thể không cam tâm, nhìn một màn này, vài nữ tử nhà quan và quận chúa không tìm được mà hét to nữ nhân váy đỏ mưu sát không thành còn bị tư đồ tướng quân bắt giữ, đôi mắt hồ ly xinh đẹp thẳng tắp nhìn về phía quân vương, trong đó là hận ý không thể xem thường. Một lát sau, Xuân Vãn đã mang theo bốn lão ngự y thức tốc chạy đến, Cao Thiên Lãng được đưa vào tầm cung gần đó, hoàng đế đứng ngồi không yên, hướng bọn họ buông lời cảnh cáo, "Lãng nhi có chuyện gì, mạng chó các ngươi cũng không cần giữ lại." Hạ thần tuân mệnh, bốn ngự y đồng thanh đáp, một chút cũng không dám chậm trễ chỉ sợ đầu sẽ lìa khỏi cổ. Chẳng phải trong chiều đồn đãi nói cao hoàng cực ghét bỏ đứa con này sao? Tùy tâm nghi hoặc, nói là giả vờ cũng không thể đóng kịch hơn mười mấy năm chứ. Từ đồ vân sơ nhìn thái độ của cao tư dụ liền biết bản thân đã đoán đúng, ông ta chính là tự, lừa mình dối người, suốt thời gian qua, ai nói hoàng đế không thương cao thiên lãng, chẳng phải vì thương hắn nên mới tỏ vẻ không quan tâm. Nếu không, liệu một hoàng tử không quyền, không thế? không có người hậu thuẫn làm sao có thể bình an vô sự suốt bao nhiêu năm người ngoài nhìn vào đều nghĩ tam hoàng tử không được ân sủng sẽ không uy hiếp đến vương vị không cần thiết phải đuổi cùng giết tận mà thật ra mọi việc cao tư dụ làm từ lúc bắt đầu đều là muốn bảo vệ ái tử của ông ta thục phi bất tỉnh cũng đã được hoàng đế cho người đưa về tiêu xuân cung lúc này cao tư dụ mới quay lại nhìn nữ nhân đang bị tư đồ kiệt ép buộc nửa đứng nửa quỳ trên đất ông vươn tay hung hăng giật lấy tắm khăn che mặt của người nọ khuôn mặt được che giấu cuối cùng được phơi bày ra trước mặt mọi người a à, duệ từ đồ vân sơ hoảng hốt từ miệng thốt ra cái tên này đường văn bên cạnh kinh nghi nhìn hắn cục bông biết người này a à, duệ thanh âm run rẩy đến lợi hại đám tư tình toàn thân vô lực như sắp ngã xuống mấp máy môi mãi chẳng dám tin vào mắt mình thị nữ bên người y lại ra tay mưu sát hoàng đế hoa phi thầm cười đắc ý ngay cả trời cao cũng muốn giúp mẫu tử nàng đây đây chẳng phải là người hầu của hoàng hậu sao? Thế nào lại, không lẽ hoàng hậu muốn mưu phản sao? Cao Thiên Ca cũng bắt đầu phụ hỏa, nếu không nhờ tam đệ đỡ kiếm thì có lẽ. Kẻ mù bây giờ cũng nhận ra Cao Thiên Lãng đã trở thành nghịch lân của hoàng đế. Quả nhiên Cao Tư Dụ vừa nghe hắn nhắc đến ái tử, ông đã hoàn toàn mất đi lý trí, căn bản không muốn cho hoàng hậu có cơ hội giải thích nói là hoàng hậu phái ngươi đến giết chấm. A Duệ mỉm cười lạnh lùng nhìn hoàng đế, lại nghiêng đầu nhìn Đàm Tư Tình, không chấp mắt nói phải, đều là âm mưu của hoàng hậu, là người sai nô tỳ giết bệ hạ. Phụ hoàng minh giám, Cao Thiên Triệt hét lớn, hắn sợ bản thân im lặng mãi, mọi chuyện sẽ không thể vãn hồi, nào ngờ phụ hoàng lại bảo hắn, ngậm miệng, trực tiếp không cho hắn thay phụ thân biện bạch. Cao Tư Dụ nhìn về phía người nọ nó nói, hoàng hậu còn lời nào để nói nữa không? Tư đồ kiệt đang muốn thay đàm tư tình giải bày, chỉ thấy y đưa tay ngăn lại, lời ta nói bệ hạ sẽ tin sao. Hay nói đúng hơn đây vốn dĩ là kế hoạch của ngươi, đàm tư tĩnh tự diễu, cao tư dụ ta thật sự quá mệt mỏi rồi. Ta làm hoàng hậu của ngươi đến mức hận không thể buông bỏ, ngươi vì sao, ha 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 ha, ngươi muốn mạng ta thì cứ nói, cần gì phải dựng lên một màn kịch như này chứ. Câm miệng, cao tư dụ quát lớn, gương mặt cơ hồ đã nổi toàn gân máu cũng không biết là giận hay là thẹn mà thành sắp chết đến nơi còn không biết quay đầu người mới chính là kẻ cần phải quay đầu đàm tư tình mắng to quân vương sao hoàng đế sao trong mắt ta ngươi mãi chỉ là một đứa con của tiện tỳ ngày ngày bị người trà đạp dưới chân a a a a a tư tình cao tư dụ không dám tin vào mắt mình nhìn thân ảnh nam tử ngã xuống trước mắt ông tưởng như tim mình đã chết lặng phủ phụ thân, Cao Thiên Triệt không nghĩ ngợi liền lao đến đỡ lấy đàm tư tình, bên lòng ngực trái đã cắm một mũi tên, hắn ôm lấy người nọ trong lòng, nước mắt không khống chế được trào ra nơi khóe mắt, phụ thân, ta là triệt nhi của người đây, là triệt nhi của người. Đàm tư tình dương mắt nhìn hài nhi lần cuối, mỉm cười triệt, triệt nhi, phải kiên, kiên cường mà sống, đừng, đừng trách a a à, duệ, bàn tay mảnh khảnh vươn lên muốn chạm vào cao thiên triệt, lại vô lực mà rơi xuống. Y buông được rồi. Phụ thân, Cao Thiên Triệt gào khóc, toàn bộ tim gan đều muốn đem ra cứu người, thế nhưng người thân nhất đã bỏ hắn mà đi, Cao Thiên ca ta giết ngươi. Ta sẽ giết ngươi, Cao Thiên ca âm lãnh cười, đưa tay vuốt nhẹ dây cung, vẻ mặt vô tội mà trả lời, Hoàng hậu sai người ám hại Phụ Hoàng, tình thế lúc nãy rất cấp bách, ngộ nhỡ Hoàng hậu lên cơn hạ thủ thì sao? Ta cũng chỉ thay Phụ Hoàng lo nghĩ, phòng ngừa hậu hỏa vẫn hơn. Ngươi! Cao Thiên Triệt nhìn tay mình toàn là máu của phụ thân, hận ý trong lòng dâng lên cuồn cuộn, chỉ thấy hoàng đế xoay người bỏ đi, hắn không cam lòng, phụ hoàng. Cao Tư Dụ vẫn là không dừng bước, thản nhiên phân phó cho Tư Đồ Kiệt dọn dẹp mọi chuyện, ông muốn yên tĩnh một mình. Ha 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 Cao Thiên Triệt ôm lấy đàm tư tình cười lớn, mọi sự yên bình đều đánh đổi từ mạng người, phụ thân hắn cả đời chưa từng làm hại ai, lại bị kẻ khác gán ghép hết tội này đến tội khác thiên lý a à, công bằng ở đâu a à? tình ca ca a à duệ ngã quỵ trên đất nước mắt như bạch ngọc rơi mãi vươn hai tay bụng lấy mặt mà khóc ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi tình ca ca huynh đang làm gì vậy a à duệ hiếu kỳ nhìn dương gỗ trong tay đàm tư tình hỏi đàm tư tình khẽ cười thật sự y cười lên đẹp vô cùng dĩ nhiên là chuẩn bị của hồi môn cho muội sau này xuất giá rồi A Duệ nghe vậy liền đỏ mặt, "Muội, muội mới không muốn gả đi đâu." Ha ha, Đàm Tư tình mắng nàng ngốc, bàn tay lại nhẹ nhàng vuốt ve dương gỗ, "Ta lại nghĩ muội mặc giá y chắc hẳn sẽ đẹp lắm. Ta còn chưa kịp mặc đồ tân nương cho huynh nhìn mà." A Duệ giật lấy châm cài trên đầu, không trần chừ đâm mạnh vào tim, máu theo đó mà trào ngược ra ngoài, cơ thể nàng từ từ đổ xuống, hai mắt nhìn về phía Đàm Tư tình lần cuối, "Tình ca ca." A Duệ mọi người nói nữ tử phải thật nhu mì nam nhân mới thích đàm tư tình ta lại thấy nữ tử mạnh mẽ như muội mới đáng yêu có võ công có thể bảo vệ ta và triệt nhi tình ca ca ta xin lỗi từ đồ tướng quân tự mình đứng ra giải quyết cục diện rối rắm đám công phi quan lại đều giải tán ông nhìn cao thiên triệt còn ngồi trên đất nghẹn ngào thay cùng một ngày liền mất đi hai người thân nhị hoàng tử đừng quá đau lòng mối thù này ta sẽ không bỏ qua Cao Thiên Triệt từ dưới đất bế ngang Đàm Tư Tình, vững bước mà rời đi, dần dần biến mất trong màn đêm, thân ảnh cô độc hoàn toàn như không tồn tại. Nhìn người đã đi xa, Tư Đồ Kiệt hơi đau lòng, lên tiếng bảo hài tử hồi phủ trước, bản thân sẽ trở về sau, Tư Đồ Vân Sơ hiển nhiên sẽ không chối từ, cùng Đường Văn trở về, trên đường lại bị người chặn lại. Chương 46, Tư Đồ Vân Sơ bất mãn nhìn nam nhân đang chắn trước mình, mất kiên nhẫn lên tiếng, "Đại hoàng tử ngài đây là muốn gì? Cao Thiên Ca sừng sốt, lập tức có chút cô đơn cười cười nói, không có gì, ta chỉ muốn nhìn Vân Sơ một lát. Điên mất thôi, tư đồ Vân Sơ cười lạnh trong lòng. Điện hạ, tư đồ Vân Sơ nhìn hắn mỉa mai, ngài muốn gì cứ việc nói thẳng, bày ra bộ dáng thâm tình này cho ai xem. Cao Thiên Ca chấn động, mạnh mẽ bắt lấy cánh tay tư đồ Vân Sơ, thấp giọng quát ta giả vờ giả vịt. Đúng vậy, ta chính là giả vờ giả vịt, nhìn người mình thích đối tốt với người khác liền để bụng như vậy, đối với người khác có thể cười sáng lạn lại không chịu bố thí một cái mình cười cho ta. Ta bị người mình thích tính kế cũng chỉ có thể làm bộ như không biết, còn phải cười vui vẻ lấy lòng hắn. Ta, Cao Thiên Ca sống 21 năm có khi nào phải chịu uất ức như vậy? Nếu không phải bởi vì thật sự thích ngươi, ta mới không ngại bị coi thường mà ba ba chạy đến lấy lòng, chọc cho ngươi ghét bỏ. Thích ta. Tư Đồ Vân Sơ gạt tay nam nhân ra khỏi người mình, lạnh lẽo nói: "Đừng khiến ta buồn nôn, ngươi từ đầu đến cuối đều chỉ sống vì mình, tình yêu của ngươi, Tư Đồ Vân Sơ ta nhận không nổi. Nếu ta không có thân phận nghi tử đại tướng quân, ngươi sẽ nói yêu ta sao?" Cao Thiên Ca ngẩn ra, nhìn ánh mắt Tư Đồ Vân Sơ lạnh nhạt, nhưng lại nhất thời nói không ra lời. Trong lòng Tư Đồ Vân Sơ lạnh dần, không muốn cùng nam nhân nói thêm bất kỳ lời nào vội vã nắm tay đường văn lách sang bên cạnh rời đi, thù mới hận cũ đan sen, cứ sửa theo ý trời vậy. Hoàng đế không trở về cảnh lâm điện mà rẽ sang hướng đi đến cung phượng lâm của hoàng hậu, nhìn khung cảnh bài trí xa lạ bên trong, chính ông cũng không nhớ rõ đã bao lâu mình chưa đến nơi này. Cung nhân đang hì hục thu dọn di vật khi còn sống của nương nương, thấy được hoàng đế, tuy trong lòng cam phẫn, bọn họ cũng chỉ dám trương ra khuôn mặt tôn kính đối với người trước mặt, hoàng thượng vạn an miễn lễ cao tư dụ phất tay các ngươi lui ra ngoài hết đi xuân vãn ở lại với chấm. đám công nhân đồng loạt đáp tạ ơn bệ hạ xuân vãn nhìn ra tâm tình hoàng đế không tốt lão biết lúc này mình nên yên lặng thì hơn mấy năm này ngoại trừ thục phi và hoa phi bệ hạ cũng đã từng lật thẻ bài các phi tử khác tuy chỉ thỉnh thoảng vài lần nhưng tuyệt đối không bao giờ lật thẻ của hoàng hậu nương nương chỉ có giờ phút này hoàng đế lại đích thân đi đến cung điện lạnh lẽo không khác gì lãnh cung mà mọi khi mình ghét bỏ. Nếu là ngày trước, đừng nói là xuân vãn, cho dù là hậu cung hay triều đình bá quan văn võ nghe được tin tức, chỉ sợ rằng sẽ gây ra sóng gió to lớn cùng các loại suy đoán rồi. Y chết rồi, Cao Tư Dụ lên tiếng, xuân vãn, là chấm giết y, Cao Tư Dụ nhìn đôi tay của mình, bất lực mà nói, cũng chả biết là nói cho người bên cạnh hay tự nói với chính mình, ha 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 chấm tại sao lại không thể vui nổi, chỉ một bước nữa thôi, lãng nhi sẽ có thể vững vàng kế thừa ngôi vị, quang minh chính đại trở thành hoàng đế, thế nhưng, chấm một chút cũng không thấy vui vẻ. Bệ hạ, Xuân Vãn lắc đầu nói, ngài không sai, đúng, chấm không sai, cao tư dụ chính là cần người nói với mình rằng, ông không sai, ông muốn nghi tử của người mình yêu trở thành hoàng đế có gì sai chứ. 30 tuổi cao tư dụ đăng cơ, đến nay đã được hơn 20 năm, Trước mắt có ba người con trai, người ông yêu nhất là Thục Phi, dĩ nhiên Cao Thiên Lãng cũng là nhi tử ông yêu thương nhất. Gia cảnh của nhà Thục Phi bần hàn, nhưng dung mạo của nàng lại đoan trang diễm lệ, một lần tình cờ vào dịp săn bắn, Cao Tư Dụ chính là nhất kiến trung tình với nữ tử thôn quê này. Thục Phi tính tình thơ ngây, dù suy tính trong lòng bao nhiêu điều, gương mặt Thủy chung vẫn không tài nào che giấu, bởi lẽ đó, khi ở cạnh nàng, ông không cần lo sợ bị kẻ khác toan tính hãm hại. Từ lúc vào cung, hoàng đế liền phong tước vị cho Thục phi, lại ở phía sau âm thầm chèn ép địa vị của hoàng hậu, dành toàn bộ ân sủng lên người nàng, khiến Hoa phi cũng không dám lộng hành, một đường thuận lợi để hài tử ra đời. Sau khi tam hoàng tử ra đời, hoàng đế lại sợ đám quần thần không cam lòng để hoàng vị rơi vào tay một hoàng tử không quyền không thế, và lại từ trước đến nay trong nội cung là mẹ nhờ con mà quý, hoàng đế cũng chỉ đành giả vờ như ghét bỏ hài tử vừa mới sinh này. Cao tư dụ lừa mình dối người suốt bao năm, sùng thiếp diệt thê, giết mẹ hải con, đem toàn bộ tội danh ném lên người đàm tư tình, trả chuyện gì mà ông không dám làm. Sự việc ám sát tại yến tiệc đêm nay cũng một tay ông dựng lên, chỉ không ngờ tới cao thiên lãng lại bất ngờ xông đến, khiến mọi chuyện tức thời bị người nhìn ra sơ hở. Vốn dĩ cũng chỉ muốn đem y nhốt vào lãnh cung, nào ngờ, cao thiên ca, đứa nhỏ này lòng giả hiểm độc, tuyệt không thể giữ lại thu lại tâm tư vào trong, cao tư dụ dựng thẳng lưng, cay nhiệt nói. Lần ám sát ba năm trước, ảnh vệ theo bên người hoàng đế đích thân ra tay vẫn không lấy được mạng đại hoàng tử. Xuân vãn cảm thấy vị hoàng tử này không hề tầm thường, chỉ xét về mặt nhẫn tâm so với bệ hạ quả thật tương đồng còn người nhà của đám A Duệ. Cao tư dụ chợt im bặt, nhớ lại đôi mắt hận thù của A Duệ lúc đó, ông có hơi áy náy, thả ra, ban thưởng một ít vàng bạc châu báu đủ để bọn họ sống an ổn cả đời xuân vãn cúi người lãnh mệnh thần sẽ an bài thỏa đáng hoàng đế từng bước đi đến giường của người kia nằm xuống bên cạnh gối đầu đâu đó mùi hương thơm dịu sông vào cánh mũi người khiến lòng người dễ chịu đàm tư tình năm hai mươi tuổi vươn bàn tay mảnh khảnh về phía cao tư dụ nụ cười nam từ dưới ánh mặt trời như phát sáng đả động trái tim ai đó ta là tư tình nếu ngươi muốn ta có thể giúp ngươi làm hoàng đế. Cao Tư Dụ lúc đó tựa ma xui quỷ khiến, không suy nghĩ liền bắt lấy tay y, "Được." Giờ ngẫm lại, Cao Tư Dụ trong quá khứ đã nợ Đàm Tư tình quá nhiều. "Tư tình, ta xin lỗi." Chương 47, sáng sớm ngày hôm sau, Tư Đồ Vân Sơ và Đường Văn giống như thường lệ đúng giờ ăn sáng ở Thủy Trúc Viên. Nhìn Đường Văn trước sau một bộ muốn nói lại thôi, ngẫu nhiên, "Ổ bà, vài chữ" sau rốt cục vẫn cúi đầu ăn cơm, hắn có chút buồn cười, văn, người muốn hỏi chuyện gì? Có thể nhìn ra sao? Y biểu hiện quá lộ liễu, đường văn kinh nghi không nói. Để ta đoán xem, là chuyện giữa ta và đại hoàng tử. Tư đồ vân sơ tỏ vẻ đăm chiêu, đường văn hơi hơi giật mình. Quả nhiên, đầu gỗ đây là vẫn chưa biết tình cảm hắn dành cho y. Tư đồ vân sơ cảm thấy thất bại thảm hại, ta có thể cam đoan nói cho người biết giữa ta và hắn đã hoàn toàn cắt đứt hiện tại người ta thích là. Trái tim bất chợt run nhẹ, đường văn hồi hộp chờ đợi câu tiếp theo, đường lúc tư đồ vân sơ sắp nói ra tên người kia, từ bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm to lớn của hán tử, văn văn, ta đến tìm huynh. Văn văn, tư đồ vân sơ đích thật bị tên gọi thân thiết này chọc giận, quay đầu nhìn thấy người đến là ai, khí huyết đã dâng lên tới đại não, hoàng tử ti sơ, sao ngài không ở trong cung hưởng thụ, chạy đến nhà ta làm cái gì. Tùy tâm tối qua được đại hùng chỉ điểm liền nhận ra nam nhân anh Tuấn theo bên người tư đồ vân sơ chính là người cứu mình hôm nọ, lập tức không nghĩ nhiều liền mặt dày mày dạn theo tư đồ kiệt hồi phủ, cũng bởi là lệnh của bệ hạ dù không muốn cũng không thể cự tuyệt. Tư đồ tướng quân trong cung thu dọn cục diện hết cả đêm, quả thật lúc này đã cạn kiệt hơn phân nửa sức lực, vươn tay đánh một cái ngáp dài, nháy mắt ra hiệu cho hài tử, tự thân lo liệu ta vào phòng ngủ đây, các ngươi tự chơi với nhau đi. Văn văn tùy tâm hồ khởi như một hài tử, hai mắt sáng rỡ, lập tức muốn nhào về phía đường văn. Đường văn từ trên ghế bật dậy, tránh khỏi sự nhiệt tình của người trước mắt, chợt nhớ ra đây chính là người mình vừa cứu cách đây mấy ngày trước, dù vậy y cũng không thích người lạ tùy tiện chạm vào mình, nên sắc mặt cơ hồ rất khó coi. Văn, tùy tâm vì biểu hiện của y mà mất mát, sao ân nhân nhìn thấy hắn lại như thấy đại dịch thế chứ? Từ đổ vân sơ nhăn mày, tâm tính lúc này triệt để không vui, chen đến trước mặt tùy tâm chắn tầm nhìn rơi trên người đường văn ta không hoan nghênh ngươi đường đường là ngũ hoàng tử ti sơ há nào sẽ để kẻ khác xem thường tùy tâm cười nhạt đáp lại ta cũng chả phải đến tìm ngươi ta đến tìm văn ngươi tìm y làm gì tư đồ vân sơ khó chịu nói tiếp y không quen ngươi ngươi nói láo rõ ràng văn đã cứu ta y là ân nhân của ta tùy tâm hơi đỏ mặt ngại ngùng nói thêm một câu ti sơ ta có câu nói ơn cứu mạng phải lấy, thân báo đáp. Đường văn nửa ngày vẫn chưa hình dung ý nghĩa của câu này là gì. Chỉ thấy, sau khi nghe xong lời này, cục bông liền nổi đoá, nghiến răng nghiến lợi một lúc, tay áo cũng sắn lên cao, bộ dáng chuẩn bị đánh người, hắn tức giận mắng to, không cần, nếu không còn lời nào mời điện hạ đi cho. Ta, ta, tùy tâm còn muốn ương bướng, há miệng muốn cãi lại, nào ngờ đường văn không nói gì liền từ sau lưng tư đồ vân sơ đi ra bước về phía hắn chưa kịp cảm khái diện mạo y thật không tồi đã bị nam nhân nhẹ nhàng một tay túm cổ áo ném ra ngoài tư đồ vân sơ hài lòng mỉm cười trước ánh mắt hóa đá của tùy tâm hắn dứt khoát đóng mạnh cửa lớn phủ không quên làm khẩu hình miệng nam nhân này là của ta khốn kiếp ta có thù với cả nhà tư đồ các ngươi tùy tâm không cam tâm cứ như vậy mà buông tay nam nhân này hắn nhất định phải giành lấy cho bằng được. Mấy ngày kế tiếp, tùy tâm tựa con đỉa bám dính lấy bọn họ, nhất quyết không buông tha, lễ vật tạ ơn đã chất thành núi. Bách tính không biết còn tưởng rằng sứ thần ti sơ có tình ý với nhi tử nhà tư đồ tướng quân, xính lễ đã mang đến tận cửa rồi kìa. Thái độ đường văn cũng không qua bài xích, dẫu ra sao y cũng không thích người này, chỉ khổ cục bông hình như rất không được vui, sắc mặt ngày càng kém, tính tình cũng chuyển xấu theo. Đường văn do dự đứng ngoài sân một lát, sau đó đẩy cửa bước vào bên trong viện, không khí xung quanh yên tĩnh, sau lớp bình phong hình như lấp ló một bóng người nhỏ nhắn. Âm thanh nước chảy phát ra, có lẽ cục bông đang tắm rửa bên trong, nghĩ đến dáng vẻ không một mảnh vải che thân của người nọ, trái tim đường văn đập nhanh, ngày càng dữ dội, mơ hồ không kịp hít thở. Văn, vào đây đi, thanh âm tư đồ vân sơ từ sau bình phong truyền đến, đường văn chẳng kịp suy nghĩ đã theo thói quen mà đi vào bên trong có chút nóng, sương mù mờ mịt, từ đồ vân sơ vừa vặn từ trong thùng tắm đứng lên, khăn tắm trong tay cũng chỉ vừa hay che lấy tiểu vân sơ. Tóc của hắn ẩm ướt, nước trên người chưa kịp lau đi, hồng anh trước ngực cùng đường cong bên hông liền tinh tế hiện lên. Đường văn cảm giác mũi mình nóng lên, có một cổ hỏa nhiệt từ bên trong bốc ra ngoài. Đúng lúc này, từ đồ vân sơ đột nhiên cười rộ lên, không biết là do sương mù hay tâm tình phức tạp bên trong, cảm thấy bây giờ dung mạo người nọ nhiều hơn ba phần thanh tú tuyệt trần, bảy phần nho nhã xinh đẹp. Văn, ta có chuyện muốn nói. Giọng điệu nỉ non mang theo mật ngọt chết người, tư đồ vân sơ mắt phượng chăm chú nhìn nam nhân anh Tuấn trước mặt. Nghe lời này đường văn liền hoảng hốt, thầm than một tiếng rồi nói ta, ta đợi thiếu ra bên ngoài. Nói xong lời này, chẳng biết tại sao đường văn cảm giác mình có chút ngớ ngẩn, đã bị ma xui quỷ ám đi vào còn nói cái gì mà ra ngoài, bất quá lời đã nói ra, y chỉ có thể giả bộ chấn tĩnh xoay người đi ra ngoài phòng chờ đợi. Sau khi nam nhân đóng cửa lại, khóe miệng tư đồ vân sơ kịch liệt co rút, đầu gỗ ngốc, chỉ thêm một chút nữa là thành công, sở dĩ hắn gấp sáp đến vậy, bởi sự xuất hiện của tùy tâm, khiến hắn nhận ra đường văn rất dễ bị người để mắt, nếu không nhanh thúc đẩy tình cảm, sớm muộn cũng bị kẻ khác cướp mất, hắn không cho phép chuyện này xảy ra. Chương 48, yến hội đêm đó cao thiên lãng thay hoàng đế đỡ một nhát kiếm sau khi được ngự y cứu chữa đã qua khỏi cơn nguy kịch hiện tại đang được an dưỡng tại cung điện của cao tư dụ ân sủng lớn như vậy quân vương đây là muốn nói lên điều gì chắc hẳn trong lòng ai nấy đều đã có câu trả lời thỏa đáng hoàng hậu đàm tư tình ra tay sát hại hoàng đế nhưng bất thành kết tội chết thân xác vĩnh viễn không được mai táng tại hoàng lăng đại hoàng tử cao thiên ca có công cứu giá ban thưởng vô số vàng bạc châu báu địa vị hoa phi trong cung được củng cố vững như bàn thạch thế lực hoàng hậu qua một đêm hoàn toàn bị diệt sạch thừa tướng nắm giữ toàn bộ thần thế trên triều đại tướng quân tư đồ kiệt nắm giữ binh quyền cao cơ vẫn giữ thái độ trung lập không có ý định nhúng tay vào cuộc chiến tranh giành ngai vàng từ ngày hoàng hậu mất hoa phi giống như cung tiến đổi thành đại pháo tuy chưa được phong vị nhưng đã được xem như hoàng quý phi ngày thường mọi người đến cửa nịnh bở cung kính vâng giả, dẫu thục phi trong lòng không phục cũng chả có cơ hội chờ mình. Ánh mắt giống như trào phúng của hoa phi quả thật đang nhắc nhở thục phi xuất thân từ hàn vi, khinh thường đến cực điểm. Thục phi thương tâm, uất hận từng ấy năm không tài nào giấu đi. Buổi tối trước khi ngủ chợt nghe nói hài nhi đã tỉnh lại, trong lòng nàng đã có suy tính, ngay tức khắc tự mình đi đến gặp mặt hoàng đế. Phủ tướng quân, từ đồ vân sơ nằm trên xích đu trong hoa viên, ngơ ngác nhìn bầu trời xanh thẳng mắt phượng xinh đẹp ảm đạm không ánh sáng như phủ kín một tầng cho bụi ngày đã sắp vào đông gió hiu hiu lạnh khiến lòng người cũng u ám theo sau vụ việc tại yến hội tư đồ vân sơ vẫn không quên được bi thương nghe phụ thân nói hoàng hậu bị kết tội phản tặc đã được cao thiên triệt an táng ở một nơi cách xa hoàng cung đây đã là kết quả tốt nhất kiếp trước tư đồ vân sơ và đường văn cùng nhau rời khỏi nhân thế liệu rằng có ai thay bọn họ chôn cất hay không đàm tư tình tựa một tư đồ vân sơ ở quá khứ đau khổ khi bị người mình yêu phản bội tận khi chết mới triệt để được giải thoát a à, duệ tự sát mang theo ân hận mà rời đi còn cao tư dụ sau khi mọi chuyện kết thúc ông vội vàng sai người thu thập tàn cuộc rồi lại trở về làm vị quân vương cao thượng giống như tên hoàng đế bạc tình kia chưa từng tồn tại đây đã là lần thứ hai tư đồ vân sơ cảm thấy mạng người không đáng giá bất lực trước mọi chuyện cho dù một đời trải qua đau khổ, bị người bội phản, tận mắt nhìn người thân, người yêu ra đi trước mắt, hắn cũng có thể cố gắng chịu đựng. Nhưng lần này, từ đồ vân sơ phát hiện mình không thể làm được gì, dù mang theo ký ức kiếp trước, cũng không thể ngăn cản bi kịch xảy ra. Lần đầu tiên, hắn có ý nghĩ muốn trốn chạy, rất muốn mang theo đường văn rời khỏi nơi này. Đường văn đứng xa xa nhìn thân hình bé nhỏ mảnh mai kia, dạo này, y không còn thấy phong thái tự tin của cục bông dạo này cũng không còn thấy nụ cười rào hoạt khi tính kế người khác của hắn. Những ngày này y cố ý không nhắc đến là vì muốn tư đồ vân sơ tự mình tỉnh táo, nhưng xem ra không thể để chuyện này tiếp tục như vậy. Đường văn chậm rãi đi đến trước mặt tư đồ vân sơ, tư đồ vân sơ vẫn nhìn bầu trời, chưa phát giác ra y. Gần vào đông, bên ngoài rất lạnh, đường văn thản nhiên nói. Ân, tư đồ vân sơ vô thức trả lời, ngày đó ta không cố ý cự tuyệt ngươi đường văn nhắc lại chuyện cũ, ý nghĩ cục bông đang để lòng chuyện này. Ân, từ đồ vân sơ không phản ứng, vẫn đang ngẩn người. Thiếu gia nói có chuyện muốn nói với ta, đường văn yên tĩnh ngồi đến bên cạnh hắn. Ân, từ đồ vân sơ vẫn vô thức đáp lời, đột nhiên thần thanh khí sảng quay ngoắt nhìn sang, người muốn nghe. Đường văn nhếch môi, lựa thời điểm, không bằng gặp được dịp mà tới, từ đồ vân sơ nghiêm nghiêm cần cần ngồi lại ngay ngắn, bàn tay thon dài nâng lấy đôi tay thô giáp của đường văn, nở nụ cười, bắt đầu nói ra lời bộc bạch trong tim ta, ta thích. Thánh chỉ tới, từ phía xa truyền đến âm thanh kéo dài, phá tan hết viễn cảnh đẹp đẽ của hai người, từ đồ vân sơ phát hiện người đến là ai, tay chân đã như hết sức mà quỳ xuống. Đường văn quỳ ngay sau hắn, trong lòng bất chợt dâng lên dự cảm xấu. Toàn bộ người trong phủ tướng quân đều có mặt, lần lượt quỳ dạp ra đất, Trương Đại Gia nhìn tư đồ kiệt đi theo sau thái giám, sắc mặt tệ đến cực điểm, ông biết chuyện lần này không hề đơn giản. Tư đồ nhã y vẫn chưa định hình được đây là chuyện gì, rõ ràng phụ thân buổi sáng mới thượng chiều, buổi trưa trong cung đã ban thánh chỉ xuống. chương 49, nhìn vị tiểu thái giám ăn mặc sang trọng mặt mũi tươi cười, hình tượng chẳng khác gì bà mai mang đến một tin tốt cho hắn, tư đồ vân sơ âm thầm cười lạnh. Vị nào là tư đồ thiếu gia? Da? tiểu thái giám dùng âm vực bén nhọn gọi, mau ra tiếp chỉ. Tầm mắt của hắn trần chừ trên người tư đồ vân sơ, dường như đang chờ người nọ tự mình ra lãnh mệnh lệnh. Tư đồ tướng quân phía sau đã không thể giữ nổi bình tĩnh, ngay cả thằng ngốc cũng nhìn ra suy tính của hoàng đế, lẽ nào giờ phút này ông vẫn chưa hiểu thấu chứ, nhất thời hoảng loạn không nói ra lời, chỉ có thể nhìn tư đồ vân sơ, đem toàn bộ quyết định giao cho hắn. Tư đồ vân sơ tiến lên một bước, bất đắc dĩ quỳ xuống lần nữa, thảo dân chính là tư đồ Vân Sơ. Đúng là đáng hận, ngay cả hắn cũng bị tính kế, hoàng đế vì muốn đưa Cao Thiên Lãng lên đế vị mà một chút cũng không quay đầu, rốt cục ông ta muốn bao nhiêu người bỏ mạng nữa mới cam lòng. Tiểu thái giám này vốn là đệ tử đi theo bên người Xuân Vãn, bình thường đều theo sau hầu hạ đế vương, xuân công công. Lúc này thấy tư đồ Vân Sơ tiếp chỉ không chút lễ nghi, cử chỉ thô thiển vụng về, không khỏi khinh thường có điều nhớ lời dặn của cao tư dụ hắn cũng không cần bận tâm quá nhiều chuyện chỉ cần mau chóng hoàn thành nhiệm vụ chiếu chỉ viết nhi từ tư đồ vân sơ của tư đồ ái khanh hòa nhã dịu dàng trung hậu hào phóng tướng mạo xuất chúng hai bàn tay tư đồ vân sơ đặt trên gối đã siết chặt ít nhất hắn vẫn còn giữ được chút bình tĩnh nhưng đường văn càng nghe càng kinh hồn bạt vía những năm bên cục bông trinh y đã nhận ra mình đối với người này không chỉ ở mức quan hệ chủ tớ nhiều hơn là một loại tình cảm kỳ lạ. Sở dĩ không dám tiếp nhận, bởi địa vị giữa bọn họ ngay từ khi sinh ra đã không thể chung đường, hoàn toàn đem phần tình cảm này chôn vùi mãi mãi. Cứ nghĩ chỉ cần bên cạnh cục bông, đường văn đã mãn nguyện. Nào ngờ, bây giờ một đạo thánh chỉ ban xuống, lời ca tụng phủ đầu đã làm y thức tỉnh, từ đồ vân sơ chính là sự tồn tại y không cách nào chạm tới. Xuân Công Công vẫn đang đọc chiếu chỉ tam hoàng tử cao thiên lãng có công cứu giá xét về tuổi đã đến lúc lập thành gia thất muốn chọn hiền lang tương xứng nhi tử vân sơ của tư đồ gia có thể nói là xứng đôi vừa lứa với tam hoàng tử để tác thành lương duyên nay gả cho tam hoàng tử làm phi ban thưởng vàng bạc gấm vóc tất cả lễ nghi giao cho khâm thiên giám chuẩn bị chọn ngày lành tháng tốt cử hành hôn lễ hy vọng phu thê ân ái sớm sinh quý tử bố cáo toàn dân khâm thử ha ha muốn bù đắp thì lấy mạng ông mà đền. Từ đồ vân sơ thấy trong lòng như có một vạn con ngựa mất cương chảy qua, nhưng chỉ có thể dùng hai tay nhận thánh chỉ, còn phải tạ chủ Long Ân. Xuân công công nghe hắn tạ ơn chẳng ra lề lối gì, không kiên nhẫn phất tay công tử mau đứng lên. Lại chỉ mấy dương hòm công nhân đã khiêng vào, những thứ này là thiên gia ngự ban, đặc biệt thưởng cho công tử. Từ đồ vân sơ tạ ơn, nói nhanh đến mức nghe không ra, Xuân công công cuối cũng dẫn người đi. Sau khi nghe xong thánh chỉ, ngoại trừ tư đồ vân sơ tương đối bình tĩnh, những người còn lại trong phủ đều mang vẻ mặt kinh ngạc không nói nên lời. Tướng quân, chuyện này là sao? Trương đại gia quay đầu hỏi người từ lúc vào cửa đã không nói lời nào, tư đồ kiệt, người nói gì đi chứ, rõ ràng ngươi biết tình cảm trong lòng của vân sơ kia mà. Phụ thân, tư đồ nhã y cũng không thể chấp nhận sự thật này, người cũng hiểu rõ kia mà. Đủ rồi. Tư đồ kiệt có nỗi khổ trong lòng mà không ai biết, chuyện này ông dù có lòng cũng không có sức mà xoay chuyển tình thế, lệnh của đế vương, quân thần như ta dù nói thế nào cũng không thay đổi được. Lại là nghĩa vụ quân thần, Trương Thành Vũ khe quát, xoay người bỏ đi ra ngoài, tư đồ nhã y thấy thế cũng vội đuổi theo. Bầu không khí cố phủ nháy mắt như rơi xuống hầm băng, ai nấy đều mang tâm tình phức tạp trong lòng, người bên ngoài không biết thì thôi, bọn họ dĩ nhiên hiểu rõ thiếu gia đối với cận vệ bên mình là loại tình cảm gì. Mà lúc này, hoàng đế lại tự ý ban xuống thánh chỉ tứ hôn cho tư đồ vân sơ cùng tam hoàng tử, ý tứ trong này đã quá rõ, cao tư dụ đem hắn và cao thiên lãng đặt chung một chỗ, dù tư đồ kiệt không đồng ý, cũng phải cam tâm tình nguyện phò tá hài tử ông ta lên ngôi vương. Khá hay cho vị hoàng đế giả danh cao thượng, vì đạt thành mục đích không ngần ngại kéo theo bao kẻ bồi táng. Được lắm, Tư đồ vân sơ ta đời này sống lại, vốn chẳng ham quyền thế cũng chẳng muốn cùng hoàng thất xây dưa, là lũ người các ngươi ép ta vào đường cùng. Vân Nhi, phụ thân có lỗi với ngươi, từ đồ kiệt chưa từng nghĩ vị quân vương mình, cô cu cung tận tụy, cả đời lại là kẻ, tán tận lương tâm, đến thế, đàm tư tình an phận nửa đời người, kết cục lại trở thành tội thần giết vua, há gì một tướng quân như ông, cao tư dụ chính là muốn kéo tất cả bọn họ cùng xuống nước mà. Từ đồ vân sơ cúi đầu nói đáng lý ta từ đầu phải nhận ra được kẻ chủ mưu là hoàng đế mới phải, cũng do bản thân quá sơ suất. Tiếp theo ngươi định làm gì?" Từ Đồ tướng quân không khỏi lo lắng, chỉ sợ Nhi Tử Cùng Đường sẽ hóa điên. Nhưng Từ Đồ kiệt nào biết, từ khoảnh khắc Từ Đồ Vân Sơ nghịch thiên sống lại, hắn đã trở thành một tên điên rồi. Ta không muốn làm người tốt mặc cho kẻ khác lợi dụng. Từ Đồ Vân Sơ nhìn bầu trời hạ quyết tâm. Chương 50 bóng đêm mờ ảo bao trùm khuôn viên phủ tướng quân ánh trăng thắp lên một loại sắc thái nhàn nhạt, nhạt tĩnh mịch đến có chút quạnh quẽ đường văn thẫn thờ ngồi trên mái nhà nắm sáo gỗ trong tay lộ ra nụ cười yếu ớt thất tình rồi trương đại gia bật người nhảy lên mái nhà nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh y còn mang tới một vò rượu thơm ngào ngạt uống một chén cái gọi là uống một chén của trương thành vũ chính là ta một ngụm ngươi một ngụm người thật sự rất thích uống rượu đường văn hỏi sư phụ hầu như ngày nào người này cũng phải uống hết một bình mới được đúng vậy rượu vào liền say đau khổ gì đó cũng tan biến trương thành vũ điềm đạm cười uống một hớp rượu to mới đưa cho đồ đệ tới ngươi đường văn sửng sốt sau cùng vẫn là tự mình thưởng thức vị cay xè của hơi men khiến đầu lưỡi y không quá thoải mái thật cay ha ha trương đại gia cười hai tiếng lại như nhớ về chuyện cũ Ông tâm sự, một chút men cay cũng không bằng nỗi đau trong lòng. Tâm đã trao ra sẽ rất khó thu hồi, ít nhất trong lòng vân sơ vẫn có ngươi, chẳng như ta, đến từng tuổi này vẫn chưa có được đáp án mình muốn. Trong lòng cục bông có y, đường văn chấn động, nhớ lại những hành động tối thân mật của đối phương, y hình như đã hiểu ra điều gì đó. Còn không mau đi tìm hắn, người bỏ đi như vậy hắn ắt sẽ thương tâm. Trương Thành Vũ vội thúc giục, đường văn gật đầu nhẹ liền nhanh chóng chạy đi lúc này ông mới yên tâm, người có tình rồi sẽ lại tìm thấy nhau. Phủ tướng quân, Thủy Trúc Viện, Trúc Quang mờ nhạt chiếu giỏi khuôn mặt âm lệ trắng bệch tuấn Mỹ của tư đồ vân sơ, có vẻ yêu mị dị thường, thực dọa người. Đường văn từ bên ngoài trở lại, ước chừng hết một khắc, tư đồ vân sơ vẫn chưa nói qua một câu, thậm chí lông mày cũng không nâng một chút. Trời bên ngoài truyền lạnh, đường văn phủ thêm áo hồ cừu cho tư đồ vân sơ, trầm giọng hỏi có lạnh không? ta còn tưởng, người không muốn gặp ta nữa. Từ đổ vân sơ thuận thế ngả đầu lên vai nam nhân, thanh âm đã hơi nghẹn ngào. Đường văn nghe vậy, thả lỏng người, sẽ không, ta vĩnh viễn sẽ không rời bỏ ngươi. Từ đổ vân sơ trong mắt xẹt qua một tia phức tạp, nhớ tới lời hứa, đường văn cả đời chỉ trung thành với vân sơ, trong lòng có chút chua xót ta biết bản thân xấu xa, đáng lẽ phải trả tự do cho ngươi, nhưng, văn, ta thật lòng thích ngươi, ta không muốn đánh mất ngươi. Hai cánh tay vô thức ôm lấy người nọ vào lòng, áp lực trong lòng khó chịu đến cực điểm, giờ phút này cũng đã buông xuống ta biết. Trái tim có rút đau đớn, Vân Sơ, nếu có thể ở bên ngươi, ta tình nguyện cả đời yên tĩnh làm một cận vệ trung thành, thậm chí vì ngươi mà bỏ mạng ta cũng sẽ làm. Tư đồ Vân Sơ có thể rõ ràng cảm giác được tay đường văn đang run run, bên ngoài tuy vẫn lạnh nhạt, nhưng tư đồ Vân Sơ biết trong lòng người này đã hạ quyết tâm sẽ lưu lại bên hắn nhưng mà tư đồ vân sơ xoay người mặt đối mặt nhìn thẳng đường văn nói hai năm cho ta thời gian hai năm ta sẽ giải quyết xong hết thảy mọi chuyện nếu từ đây đến lúc đó văn đã có người mình thích cứ nói cho ta biết ta sẽ để ngươi đi trên trời bắt đầu rớt xuống những bông tuyết nhỏ đầu mùa người trong phòng lại hồn nhiên không phát giác đường văn vẫn không nhúc nhích nhìn hắn ánh mắt tối đen không rõ từ đồ vân sơ cũng học bộ dáng của y vẫn không nhúc nhích nhìn lại đây chính là lời nói dối đầu tiên từ sau khi hắn trùng sinh sống lại đường văn không thể không thở dài nhẹ giọng đáp ứng được hai năm ha ha từ đồ vân sơ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ bầu trời đêm u ám đang lắc sắc nhiều điểm bông tuyết nhịn không được bật cười lời muốn nói đã nói trong lòng ta cũng thoải mái hơn chút nguyên lai like, đây cũng là lời trong lòng của ta đường văn mỉm cười cũng Nói như vậy đường văn cũng thích hắn a à. vươn bàn tay đã hơi lạnh bắt lấy tay đường văn cũng đồng dạng lạnh như băng. Từ đồ vân sơ nhìn ngẫm nhìn khuôn mặt y gần trong gang tấc đường cong cương nghị, cái mũi tuấn cử, bởi vì khô lạnh mà đôi môi trở thành hồng nhạt. Cảm nhận được lửa nhiệt trong mắt đối phương, đường văn cũng chăm chú nhìn hắn. Từ đồ vân sơ kỳ thật trong rất được, thậm chí so với nữ nhân càng thêm vài phần tư sắc. Lúc này tư đồ vân sơ hai má ửng đỏ, cái mũi anh Tuấn bởi vì khí lạnh mà nên có chút đỏ, có loại cảm giác khả ái, một đôi mắt phượng đang xuất thần nhìn y. Chậm rãi, từ đồ vân sơ nhún người đến gần đường văn, dùng môi mình ở trên môi đối phương chạm một chút. Đường văn không có cự tuyệt, từ đồ vân sơ lại ở trên môi hắn chạm chút nữa. Khi từ đồ vân sơ lần thứ ba làm động tác, đường văn đã chủ động vươn đầu lưỡi ôm lấy hắn. Không còn trần chờ, đường văn kéo gần khoảng cách cả hai, nụ hôn nồng nhiệt như muốn làm tan băng tuyết hết chương like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn cảm ơn bạn đã lắng nghe